Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Viên Tích của chúng tôi. Và ở bài học hôm nay, chúng ta sẽ viết chương trình để tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương A và B. Chúng ta sẽ tạo tệp mới. Đầu tiên, để có thể tìm được ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương A và B, thì chúng ta phải nhập các số nguyên dương này. Chúng ta sẽ chuyển về kiểu số nguyên. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhập số nguyên dương B. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng thuật toán Euclid để có thể tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương A và B. Trong khi A khác B thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. If nếu A lớn hơn B thì chúng ta sẽ gán A bằng A trừ đi B. Else ngược lại thì chúng ta sẽ gán B bằng B trừ A cho đến khi nào A bằng B, thì đó chính là ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương A và B. Sau đó chúng ta sẽ xuất ra màn hình ước chung lớn nhất này. Ước chung lớn nhất sẽ là A hoặc B, vì lúc này A và B đã bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập tên tệp của chúng ta. Tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương. Ví dụ như đây, tôi sẽ tìm ước chung lớn nhất của 36 và 56. Thì ước chung lớn nhất của 36 và 56 đó chính là 4. Tiếp theo chúng ta sẽ chạy với trường hợp khác. Ví dụ như đây, tôi sẽ tìm ước chung lớn nhất của 245 và 175. Thì ước chung lớn nhất của 245 và 175 là 35. Tiếp theo, chúng ta sẽ chạy với trường hợp hai số A và B là bằng nhau. Ví dụ như ước chung lớn nhất của 12 và 12. Thì ước chung lớn nhất của 12 và 12 đó chính là 12. Và như vậy chúng ta đã viết xong chương trình tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương A và B. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.